mấy ngày, 6 ngày, 3 sản phẩm, đúng không? Lấy cột số mấy? Cột này hay cột này? Ăn nhau cái này không? Lừa nhau cái này không? Cột số mấy? Bao nhiêu người lấy cột số 3? Một người. Bao nhiêu người lấy cột số 6? Nhiều người. Đây, lớp này rất là đẹp. Và cái ông một ông kia giơ tay chắc ông cũng rất lớn. Bởi vì ai ai cũng làm trai cột 6, ông trai cột 3 ông cũng rất lớn. Trai cột 6 là lộn nha. Trang cột số 3. Cột số 3 là số quan sát trong nhóm mẫu. Cái nhóm mẫu chúng ta lấy bao nhiêu quan sát? Có 3 thôi. Thấy nha, lừa nhau chỗ này, đề thi lừa nhau chỗ này không? Nếu như mà tôi cho 20 lần thì các bạn sẽ đăng tăng, đúng không ạ? Các bạn sẽ phân biệt được. Nhưng mà đề thi thường cho, vì đó là lý do vì sao mà đề thi cho 6 lần. Hồi nãy tôi dạy các bạn cái lý thuyết này để vẽ biểu đồ kiểm soát, người nào phải đo ít nhất 20 lần, đo 6 lần, 6 lần như này là không đảm bảo để vẽ biểu đồ kiểm soát. Nhưng vào thi do cái đặc thù của cái phương pháp này mà tính hơi nhiều, tốn thời gian, nếu mà cho 20 lần thì nó hơi ác, nên có một số khóa sau cho khoảng 15 lần thôi thì ngồi tính. Ngồi tính cái này không phải cứ cộng đồng kia cộng đồng kia, nó mất thời gian đó. Thực ra thì vô phòng thi không được dùng cái xe, không được dùng gì hết, nên là nó mất thời gian. Mà thế vậy là cô giúp các bạn, tôi cho nó còn có lớp cho 5, bên này cho 4. Thế là sinh viên không biết chọn của 4 hay 1 năm, và ai cũng chọn của bên này hết. Thế là đeo cái lớp. Dạ, đội tàu lớp rồi đó. Các bạn không bị mãi cái vấn đề nên mà các bạn rớt. Số quan sát trong nhóm mẫu có nghĩa là gì? Là số cái mẫu đó, số cái quan sát là đây, trong tổng 1, 2, 3, 3 lần là quan sát trong cái nhóm mẫu ngày 1. Hiểu chưa? Còn hiểu không? Cái nhóm mẫu trong ngày đầu tiên là đi kiểm tra là 3 quan sát. Là 3 quan sát. Đây là ở đây, bạn nào mà dò cột số 6 đó, thì chúng bạn may mắn lần sau. Điểm bài thi bạn cũng dừng ở điểm là tính ra được giá trị đề là ngang cho hết, là được 1 điểm. Tính được giá trị ngang với dạng trên dạng dưới ngang và đề là ngang luôn, một sai đó. Ai đó sẽ được 1 điểm được là 2 điểm. Vẽ biểu đồ xin đúng được 1 điểm được, vẽ biểu đồ là được 1 điểm được, như vậy tổng điểm là 1 điểm. Bỏ bài tập làm lý thuyết từ 6 điểm. Thì tùy bài thi, bài thi là 5, 4, 6, 3, 7, tùy. Nên ở đây các bạn dò giá trị từ cột ô số 3. Từ giá trị số 3 các bạn nhóm ngang qua nhẹ nhàng, cưa cái thước vô phòng thi, cưa ngang qua nhẹ nhàng, nắn nó cẩn thận. 1.023 à, 1.023. Quan ráo vào đây các bạn, nhân cho 1.023 bốn một ba. Bằng 356. À, sau đó giá trị LCL bằng, chúng ta thay dấu cộng bằng dấu trừ, à, 345. Vậy các bạn chú ý lấy cho tôi 4 số lẻ, 4 số lẻ nha. Rồi tiếp theo giá trị R, các bạn tính cũng như hàng trên, hàng dưới y chang các bạn luôn.
Và lúc này công thức của chúng ta giá trị L đơn giản hơn được. Dò bảng lấy D3 và D4. Hồi nãy chúng tôi cho bạn lấy D3 và không nên dây chắc chắn không nên số nào cũng là không. Không cần suy nghĩ gì. Cái này giấy bằng D4 bằng dẫn ngang qua số 3 này, dẫn ngang qua D4 lớn bằng 2.574. Này bằng 2.574 nhân cho R ngang R bằng 14.157. Thấy không? 2 giả dụ bài đi tới đây các bạn thử tới đây được 2. Tiếp theo để đổ XR thì để đổ các bạn chú ý đối với giá trị X thì giá trị trung tâm của nó chính là X sai ngang và giá trên và giá dưới nãy chúng ta đã tính rồi giá trên và giá dưới tôi tính rồi, tôi giá trị trung tâm rồi. Còn giá trị nào chúng ta đang đi vẽ thì đó giá trị x ngang. Đừng có thông minh đột xuất nha. Tôi rất thích các bạn có sự thông minh, nhưng mà sự thông minh cần có thời gian. Có nhiều bạn thế này vào thi rảnh rỗi xin ông nội. Cái giá trị x ngang này không vẽ. Đi vẽ như thế này, vẽ 3 kg x tương ứng với 3 cái sản phẩm 1, 2, 3 như vậy là sai. Các bạn lấy bốn cái giá trị x ngang này các bạn vẽ được rồi. Thấy không? Còn đối với biểu đồ R, các bạn giá trị R ngang là đường trung tâm. Giá trị giá hàng trên và giá hàng dưới chúng ta là tới đây.